Rồi như vậy thì đối với lại mail mệt thì trước tiên là chúng ta có một cái file Word, chúng ta có thể chèn hình, chúng ta có thể làm Word ad rồi trước. Ở đây thầy cần chèn tên của các bạn, rồi các bạn học phòng nào, giờ nào, group Zalo của chúng ta là bao nhiêu, thì lúc này các bạn sẽ chèn vào ở đây. Và để chèn được thì các bạn chuẩn bị một cái file Excel trước. File Excel này của thầy, các bạn thấy là mỗi lần thầy gửi cho từng lớp thì khá là nhiều ha. Mình có thể thêm danh sách vào, có tên, có mã số sinh viên, có email, có điện thoại vân vân, thì trường nào mình cần thì tí nữa mình sẽ chèn theo cái tên trường này ở trên này. Ví dụ lúc nãy mình có là họ tên, phòng nhiêu, thời gian nhiêu, và group Zalo của chúng ta là đường dẫn như thế nào. Nếu cần thì thầy sẽ gửi mail cho các bạn thông qua cái email, thông qua email này. Rồi chúng ta sẽ chọn vô là mailing, mailing, và các bạn sẽ chọn ở phía trước nè, nó có rất là nhiều dạng để chúng ta mail mệt. Ví dụ các bạn gửi thư, tức là chèn giữa file Word, file Excel, thì hai cái chọn lại chúng ta gọi là mệt, là chọn, chọn thư. Rồi như vậy khi mà các bạn chọn gửi thư á thì nó mệt lại xong, nó sẽ ra một file Word mới, và file Word này chúng ta có thể in ra để gửi thư tay, gọi là letter. Còn nếu như các bạn muốn gửi thư điện tử thì các bạn sử dụng email message. Rồi chỗ này các bạn làm nhãn, đây các cái loại nhãn vân vân, thì chúng ta chọn là email. Rồi còn bình thường các bạn đang làm ở đây thì các bạn gửi email cho thầy luôn cũng được, để cho nó đến mail của thầy luôn. Rồi như vậy khi mà các bạn chọn email xong thì mình cũng chưa thấy được các bước làm ha, chưa thấy được các bước. Mình sẽ vô ở trong cái phần mail mệt này một lần nữa, mình chọn là step by step, làm từng bước một, được chưa? Step by step thì ở bên này đây, nó bắt đầu từ đầu chọn là mail mệt, sau đó chúng ta sẽ chọn tiếp theo, bước tiếp theo, bước tiếp theo. Vậy bước tiếp theo ở trên này nó nói gì? Bạn dùng cái văn bản Word nào để làm mail mệt? Như vậy thì mình đang dùng là Use the current document, tức là dùng chính cái văn bản Word này. Hoặc là bạn đang mở trang Word này nhưng mà bạn muốn là tạo một cái thư chọn từ một cái mẫu khác hoặc từ một cái trang Word khác, thì bạn chỉ cái trang Word đó ở đây. Còn chúng ta chọn là current document, ta dùng chính cái file Word này để làm chọn thư. Tiếp tục hỏi rằng data của chúng ta ở đâu, dữ liệu ở đâu. Vậy dữ liệu đã tồn tại thì chúng ta chọn browse để chúng ta tìm đến cái file Excel lúc nãy, hoặc là các bạn chọn dữ liệu từ Outlook, hoặc là các bạn tự tạo một cái dữ liệu mới. Vậy mình chọn gì? Đã tồn tại. Các bạn chọn Browse để các bạn mở cái file Excel nãy lên. Đây, trong cái file này, lúc nãy chúng ta đang chọn ở học kỳ sâm gửi mail ha, danh sách gửi mail. Chúng ta chọn Open, và trong này thì nó sẽ liệt kê dữ liệu ra cho chúng ta. Đợi tí xíu, liệt kê dữ liệu trong cái file Excel ra cho mình, và mình chọn từng cái dữ liệu mình cần gửi. Rồi cái file này mình đang mở cho nên là nó bị lỗi mở file, nãy mình quên đóng lại trước khi mở ở đây, tại vì một cái ứng dụng của chúng ta chạy trên desktop cho nên hai ứng dụng cùng mở thì nó sẽ bị báo lỗi nè. Ứng dụng này đang mở nè,
Rồi chúng ta chọn lại mail mệt ha. Step by step. Rồi mở lại cái thư mục lúc nãy nào. Danh sách gửi mail. Rồi ok. Như vậy thì bây giờ chỉ có mình cái trình này mở thôi. Và trong cái cell của mình chỉ có một sheet duy nhất. Ok. Đây. Đã liệt kê tất cả những cái người mà chúng ta sẽ gửi mail. Được không? Như vậy thì các bạn chú ý nè. Nếu như các bạn chọn cái kiểu gửi, cái kiểu mail của mình là email, thì tí nữa mình ra sản phẩm nó sẽ gửi mail luôn. Còn nếu mình chọn là gửi thư thì tí nữa mình ra sản phẩm là một cái file khác. Nếu mình gửi cho 30 người thì cái file Word mới đó nó có 30 trang. Bên này có một trang thôi, nhưng mà nó sẽ trộn ra thành 30 trang. Rồi mình chọn later đi ha. Để tí nữa mình thấy nó ra được 30 trang cho nó dễ. Đó, mình chọn later đi. Rồi, next ha. Dữ liệu đã có rồi, đúng không? Tiếp tục next. Và đến thời điểm này thì chúng ta sẽ chú ý ở dưới chỗ này. Enter text here. Mình đang muốn chèn gì đây? Họ tên. Vậy mình bôi đen cái dòng là do text here đi. Mình bấm vô chỗ môi thầm. Môi thầm. Thì trong này nó có tất cả các cái tên của cái cột mà trong file Excel của mình hồi nãy các bạn thấy đó. Vậy mình chọn cái gì đây? Họ và tên. Insert ha. Như vậy thì nó ra cái kiểu giống như thế này. Rồi tiếp tục. Ở dưới này phòng, mình cách ra một cái. Bên này môi thầm, mình chọn phòng. Insert. Bạn cũng có thể chọn lại kiểu chữ khác, màu khác, để khi mà nó mệt ra thì nó ra cái khác. Ví dụ như mình chọn cái quật ạc khác, mình chọn cái style khác, tùy các bạn nha. Thử coi, chọn màu đỏ. Rồi, đến giờ. Insert item. Có giờ không? Thời gian. Ok. Thời gian này mình chọn màu xanh đi, cho nó khác. Rồi, tiếp tục đường dẫn của Zalo. Chúng ta chọn là Zalo. Ok. Sau khi mà chúng ta chèn xong như vậy thì các bạn sẽ bấm next tiếp. Đây. Với bạn Tuấn Anh. Thì khi mà mình bấm next chỗ này, mình có thể kiểm tra từng thư. Cái file của mình nó vẫn còn một trang nha. Nhưng mình có thể kiểm tra từng thư bằng cách là lấy chuột ở bên góc này. Đây. Mình có tổng cộng 30 thì phải. Mình cứ next. Next thì nó sẽ thay đổi thông tin của từng cái thư. Mình sẽ thấy thay đổi thông tin từng thư. Đó, bạn Phước, bạn Sơn. Tại vì mình đang làm cho một lớp, cho nên là số phòng giống nhau, giờ giống nhau, Zalo giống nhau. Còn nếu như các bạn làm cho nhiều lớp thì mỗi lớp nó sẽ thay đổi cái này theo từng lớp. Chúng ta chọn next. Và lúc này nó sẽ cho chúng ta là mail mệt của chúng ta để sẵn sàng gửi mail đi. Gửi mail đi. Được chưa? Như vậy thì chỗ này chúng ta không muốn gửi mail, thì chúng ta quay trở lại, chúng ta chuyển cái kiểu thư của chúng ta là letter, để chúng ta in ra thư mời tay. Được không? Tùy theo nhu cầu mình muốn. Như vậy nếu như chúng ta muốn in ra thư mời tay thì các bạn đến bước này nó yêu cầu các bạn là in trực tiếp luôn, hoặc là xuất ra file. Xuất ra file mới. Nếu mà bạn bấm in trực tiếp là bạn kết nối máy in là nó in ra luôn. Rồi mình chọn là ra file mới. Và chọn tất cả các thành viên, hoặc là các bạn in từ thành viên thứ mấy đến thành viên thứ mấy. Giả sử trước đây mình đã in 5 bạn rồi thì mình biết bây giờ mình in 10 bạn tiếp theo. Còn không thì mình cho là in tất cả. Ok. Khi này sẽ sinh ra cho mình một file Word mới ghi là letter 1.
nhìn có vẻ giống đúng không? Nhưng mà thực ra các bạn nhìn số trang ở dưới ha. Bây giờ ở chỗ này mình chỉ có một trang. Đó. Nhưng mà cái file Word mới của mình, file Word mới của mình có tổng cộng 82 trang. Đó. Rồi, như vậy trong này đây, từng trang một bạn, hai bạn. Đó. Như vậy nó mệt mail ra cho chúng ta, và lúc này chúng ta bỏ vô máy in, chúng ta in cái thiệp mời chẳng hạn, thì nó rất là nhanh. Và mỗi người có một cái thiệp thông tin riêng. Cũng giống như thầy gửi mail cho các bạn, mà lúc nãy thầy không có chọn là laser, mà thầy chọn là gửi thư. Thì trên hộp thư của các bạn hôm trước, mà trước khi mà vào lớp á, các bạn đều nhận được một cái mail riêng. Và khi mà các bạn nhận mail thì các bạn chú ý ở góc trên có bao nhiêu người cùng nhận. Ở ngay cái chỗ góc trên này nè, thì mail của thầy gửi cho các bạn là chỉ có mỗi mình bạn thôi. Mà thầy gửi một kỳ, một block vậy có thể là 300 sinh viên, thì không ai mà đủ thời gian để ngồi gửi từng thư. Mà chúng ta sẽ dùng mail mệt để chúng ta gửi cho các bạn. Ở góc độ, nếu như các bạn là nhân viên kinh doanh, các bạn gửi một cái thư cho khách hàng, mà nếu các bạn gửi thư chung, chú ý chỗ này nè, khi các bạn gửi email mà cái thư đó là thư chung, thì một khách hàng có thể nhìn thấy email của những khách hàng còn lại, và điều này là tối kỵ. Thông tin email là chỉ có một mình thôi. Cái thứ hai là người nhận, người ta cảm giác là mình làm một cái gì đó là nó chung chung. Cái mail đó không dành riêng cho người ta, không có một sự trân trọng, thì các bạn dùng mail mệt, đó là một điều tuyệt vời. Rồi cái nữa là nếu như mà các bạn mua ứng dụng, mua các công cụ á, thì mail mệt nó rất là nhiều tiền. Còn nếu mà các bạn xài Outlook, nếu như mà các bạn xài Outlook thì cứ kỳ nào thầy cũng gửi vài trăm cái thư đều miễn phí. Và đặc biệt một cái là bạn dùng Outlook thì nó đã được chứng nhận của cái Outlook rồi, và nó gửi thư đi, thư nó sẽ đến hộp thư inbox của các bạn. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Nếu mà gửi mà vô hộp thư spam hoặc là các hộp thư rác thì khách hàng người ta không đọc, mà các bạn gửi vào chính hộp thư inbox thì đó mới quan trọng. Còn nếu mà các bạn mua cái tool để mà gửi vô đúng hộp thư inbox thì tiền khá là cao. Mày lên mạng mày search thử. Cho nên mình đang có công cụ dùng Outlook, các bạn sẽ gửi thư đi rất là ok. Được chưa? Như vậy cái bài giai đoạn 1 của mình thì các bạn sẽ thiết kế một cái thiệp là các bạn gửi đi. À, chúng ta nếu mà các bạn có Outlook không? Chắc hiếm đúng không? Một vài bạn có thôi, chứ không phải là cả lớp. Đúng không nào? Thì Microsoft Outlook á, thì thôi mình mệt ra letter đi. Mệt ra letter. Các bạn sẽ cho danh sách của mình 20 người đi. Danh sách Excel á, chịu khó tìm 20 cái tên. Các bạn lên mạng các bạn tìm tên cũng dễ các bạn. Rồi giờ cố gắng thay đổi một tí. Mặc dù là mời sinh nhật của mình, nhưng mà năm bạn thì giờ này năm bạn giờ khác, rảnh mà, để cho khi mà mình mệt ra mình thấy nó thay đổi. Chứ các bạn cho có một giờ mà dùng mail mệt thì nó kỳ lắm, nó không hợp lý. Thì 20 bạn, 10 bạn ha, ít quá vậy. Rồi ok thôi, 4 cụm đi. 5 bạn thì một múi giờ, 5 bạn một múi giờ khác, phòng khác, ví dụ vậy. Được luôn. Tiếp dữ. Rồi ok. Như vậy là mình đã xong cái bài giai đoạn 1 nha. Làm cái template framework, chuẩn bị một file Excel, sử dụng mail mệt. Được chưa? Sử dụng mail mệt và cho ra một cái file kết quả. Thì chú ý rằng cái buổi mà thầy chấm bài đó thì các bạn mang máy lên, có file Word trên máy
có phải xe trên máy, có phải kết quả trên máy. Chứ không về nhà làm xong ABC nào đó làm cho các bạn, đến lúc lên các bạn kêu thầy ơi em làm được rồi, mà trong khi không phải. Được chưa? Rồi, ok. Cái này các bạn làm xong là nó hữu dụng cho công việc của các bạn luôn á.